Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Ai là triệu phú. Xin chào quý vị khán giả ở trường quay và MC. Cháu xin tự giới thiệu, cháu tên là Phạm Thị Thu Huyền, đến từ Lạng Giang, Bắc Giang. Cháu đến với chương trình để mong muốn được học hỏi thêm nhiều bài học và có thêm nhiều kinh nghiệm hơn. Cháu xin cảm ơn ạ. Chúng ta có tất cả 15 câu hỏi, trong đó có 3 mốc quan trọng là 5, 10 và 15. Bạn sẽ có 3 quyền trợ giúp, đó là 50-50. Gọi điện thoại cho người thân, hỏi đồng hành với bạn. Và kể từ câu số 6, bạn sẽ có thêm một quyền trợ giúp, đó là hỏi ý kiến hai nhà thông thái. Cháu đã sẵn sàng. Thưa quý vị, người chơi của chúng tôi đã sẵn sàng. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm ai là triệu phú. Câu hỏi đầu tiên: đâu là tên một bức tranh dân gian Đông Hồ? Đám cưới mèo, đám cưới ngựa, đám cưới trâu hay là đám cưới chuột? Theo cháu biết thì bức tranh dân gian Đông Hồ là đám cưới chuột, thì cháu xin lựa chọn đáp án D là đám cưới chuột ạ. Chắc chắn rồi, hoàn toàn chính xác. Xin mời câu hỏi số 2. Đâu là tên một loại quả với vị chua là chủ đạo? Đọc, nghẽn, bí hay là tắc? Theo cháu biết thì tắc là tên gọi của quất, thì nên là cháu sẽ chọn đáp án D là tắc ạ. Chắc chắn rồi, hoàn toàn chính xác. Chúng ta đến với câu hỏi số 3. Lá liễu là hình ảnh thường dùng để so sánh với chi tiết nào trên khuôn mặt người? Lông mi, lông mặt, ria mép hay là lông mày? Cái này là cháu được học viết văn là thường sử dụng là lông mày lá liễu, nên là cháu xin chọn đáp án D là lông mày ạ. Chắc chắn rồi, hoàn toàn chính xác. Câu hỏi số 4. Nếu phía trước mặt bạn là hướng Bắc thì hướng ngược lại là hướng nào? Đông, Tây, Nam hay là Bắc? Cháu xin được lựa chọn là đáp án C, hướng Nam. Xin mời vỗ tay ạ, hoàn toàn chính xác. Câu hỏi số 5. Hột vịt là cách gọi của người miền Nam chỉ phần nào của con vịt? Cổ vịt, đùi vịt, trứng vịt hay là lườn vịt? Cái này cháu xem hay xem phim là người ta hay gọi trứng vịt là hột vịt. Cháu xin chọn đáp án C, trứng vịt. Xin mời vỗ tay ạ, hoàn toàn chính xác. Bạn đã vượt qua câu số 5. Phần thưởng của bạn bây giờ đang là 2 triệu đồng. Nếu vượt qua câu số 6, phần thưởng của bạn sẽ tăng lên 3 triệu đồng. Và kể từ câu số 6, bạn sẽ có thêm một quyền trợ giúp, đó là hỏi ý kiến hai nhà thông thái. Bạn sẵn sàng đến với câu số 6 chưa? Cháu đã sẵn sàng. Xin mời câu hỏi số 6. Hình ảnh nhà máy thủy điện nào được in lên mặt sau tờ tiền mệnh giá 5.000 đồng Việt Nam đang lưu hành? Thác Bà, Hòa Bình, Trị An hay là Iali? Cái này thì cháu phải lấy tờ tiền ra xem, nhưng mà ở đây thì cháu không có, mà theo trí nhớ của cháu thì chắc là Trị An, nên cháu xin được phép chọn đáp án C là Trị An ạ. Phương án C là đáp án cuối cùng của bạn. Riêng với câu này thì câu trả lời và C là một phương án chính xác, thì chúc mừng bạn. Tờ 5.000 đồng tiền Việt Nam được phát hành ngày 15 tháng 1 năm 1993. Trên mặt sau tờ tiền có in hình nhà máy thủy điện Trị An trên sông Đồng Nai, được khánh thành và đưa vào sử dụng năm 1991. Như vậy là người chơi của chúng ta đã vượt qua mốc số 6. Phần thưởng hiện tại bây giờ đang là 3 triệu đồng. Nếu vượt qua mốc số 7, phần thưởng sẽ tăng lên là 6 triệu đồng. Và bạn vẫn còn nguyên cả 4 quyền trợ giúp. Xin mời câu hỏi số 7.
Ai là người đầu tiên dịch tác phẩm Những Người Khốn Khổ của văn hào Pháp Victor Hugo sang tiếng Việt? Vũ Ngọc Phan, Nguyễn Văn Vĩnh, Hoàng Ngọc Phách hay là Ngô Tất Tố? Ai là người đầu tiên dịch tác phẩm Những Người Khốn Khổ của văn hào Pháp Victor? Cháu chắc nghĩ là Nguyễn Văn Vĩnh. Cháu xin được phép chọn đáp án B, Nguyễn Văn Vĩnh ạ. Phương án B. Và đáp án đúng của câu này chắc chắn rồi, hoàn toàn chính xác. Tiểu thuyết Những Người Khốn Khổ của văn hào Pháp Victor Hugo lần đầu tiên được học giả Nguyễn Văn Vĩnh dịch sang tiếng Việt và nhà xuất bản Trung Bắc Tân Văn ở Hà Nội in thành sách năm 1926 với tựa đề Những Kẻ Khốn Nạn chứ không phải là Những Người Khốn Khổ như là bây giờ mình đang đọc. Bạn đã vượt qua câu số 7. Phần thưởng của bạn bây giờ đang là 6 triệu đồng. Nếu vượt qua câu số 8, phần thưởng sẽ tăng lên 10 triệu đồng và bạn vẫn còn nguyên cả 4 quyền trợ giúp. Xin mời câu hỏi số 8. Bộ phim Chị Dậu của đạo diễn Phạm Văn Khoa chuyển thể từ tác phẩm nào? Lão Hạc, Bỉ Vỏ, Chí Phèo hay là Tắt Đèn? Cháu có học qua rồi, là cháu nghĩ là bộ phim Chị Dậu là từ tác phẩm Tắt Đèn ạ. Phương án D. Và đáp án đúng của câu này chắc chắn rồi, hoàn toàn chính xác. Với câu trả lời rất nhanh của mình, bạn đã vượt qua câu số 8. Phần thưởng của bạn bây giờ đang là 10 triệu đồng. Nếu vượt qua câu số 9, phần thưởng của bạn đã tăng lên là 14 triệu đồng. Và bạn vẫn còn nguyên cả 4 quyền trợ giúp. Xin mời câu hỏi số 9. Bài hát Vui toàn chữ T, Tôi thích thể thao là sáng tác của nhạc sĩ nào? Hoàng Vân, Đỗ Nhuận, Hoàng Hiệp hay là Trần Tiến? Xin mời bạn. Cháu xin được sử dụng sự trợ giúp gọi điện thoại cho người thân ạ. Gọi điện thoại cho người thân. Rồi, chúng ta đã có tín hiệu. Đáp án của câu hỏi này chắc chắn sẽ là đáp án B. Cháu xin cảm ơn ạ. Cháu xin nghe theo sự trợ giúp của người thân là cháu chọn đáp án B, Đỗ Nhuận ạ. Câu B. Trao đổi nhanh như vậy, đôi khi chúng tôi không kịp ngăn cản. Câu trả lời chính xác của câu hỏi này sẽ có sau ít phút nữa. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với chương trình Ai Là Triệu Phú. Đáp án của bạn là B. Riêng với câu này thì câu trả lời B hoàn toàn đúng. Bạn đã vượt qua câu số 9. Phần thưởng của bạn bây giờ đang là 14 triệu đồng. Nếu vượt qua câu số 10, phần thưởng của bạn sẽ tăng lên 22 triệu đồng. Và bạn còn 3 quyền trợ giúp. Xin mời câu hỏi số 10. Tổng thống của quốc gia nào từng tổ chức họp nội các dưới biển để nâng cao cảnh báo về mối đe dọa của hiện tượng ấm lên toàn cầu? Nhật Bản, Maldives, Australia hay là Indonesia? Tổng thống của quốc gia nào từng tổ chức họp nội các
dưới biển để nâng cao cảnh báo về mối đe dọa của hiện tượng ấm lên toàn cầu. Câu này thì cháu không có biết, nên là cháu xin được sử dụng sự trợ giúp của bạn đồng hành ạ. Người đồng hành với bạn. Trợ giúp cho người chơi của chúng tôi, mời bạn. Tôi trợ giúp cho bạn. Đáp án của câu hỏi này là đáp án B. Tôi xin cảm ơn ạ. Cháu cũng sẽ xin nghe theo bạn đồng hành của mình chọn đáp án B ạ. Đáp án của bạn là B. Và đáp án đúng của câu này B. Hoàn toàn đúng. Ngày 17 tháng 10 năm 2009 diễn ra cuộc họp kéo dài khoảng 30 phút. Tổng thống Maldives và 11 bộ trưởng, phó tổng thống và thư ký nội các là lặn sâu xuống khoảng 3,8 mét. Các đại biểu phải đeo bình dưỡng khí, mặc đồ bơi chuyên dụng, trao đổi thông tin qua những tấm bảng trắng và ngôn ngữ cử chỉ. Bạn đã vượt qua câu số 10. Phần thưởng của bạn bây giờ đang là 22 triệu đồng. Nếu vượt qua câu số 11, phần thưởng của bạn sẽ tăng lên 30 triệu đồng. Bạn sẵn sàng đến với câu 11 chưa? Cháu đã sẵn sàng. Lâu lắm tôi mới được ký xét. Và... cháu xin cảm ơn ạ. Xin mời câu số 11. Trong 4 tổng thống Hoa Kỳ được đặt tượng ở núi Rushmore, vị nào tượng trưng cho nền dân chủ? George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln hay là Theodore Roosevelt? Trong 4 tổng thống Hoa Kỳ được đặt tượng ở núi Rushmore, vị nào tượng trưng cho nền dân chủ? Cháu, theo trí nhớ của cháu thì chắc là đáp án B. Cháu xin cầu vào sự may mắn của cháu xin chọn đáp án B ạ. Đáp án của bạn là B. Riêng với câu này thì câu trả lời B hoàn toàn đúng. Bạn muốn có một tấm séc của tôi và bạn đã hiện thực hóa được việc đấy. Cháu xin cảm ơn ạ. Xin mời câu hỏi số 12. Bài hát Chiếc khăn piêu của nhạc sĩ Doãn Nho được sáng tác theo giai điệu dân ca của dân tộc nào? Dân tộc Thái, dân tộc Xá, dân tộc Giấy hay là dân tộc Dao? Cái này mặc dù cháu đã nghe qua bài Chiếc khăn piêu nhưng mà cháu không có tìm hiểu, là cháu không biết được đáp án nào nên cháu xin được sử dụng sự trợ giúp của những các nhà thông thái ạ. Hỏi ý kiến nhà thông thái. Vâng. Chúng tôi xin phép được kết nối cùng các nhà thông thái ạ. Tôi xin trợ giúp câu hỏi này là đáp án B. Ở câu hỏi này, tôi nghiêng về phương án A nhiều hơn. Cháu xin cảm ơn ạ. Cháu thì... chưa nghe qua dân tộc Xá nhưng mà chắc là cái gì nó lạ lạ thì nó là cái đáp án đấy. Cháu xin chọn đáp án B, dân tộc Xá. Câu B. Phương án trả lời chính xác của câu này sẽ có số ít phút nữa.
Chào mừng quý vị đã quay trở lại với chương trình Ai Là Triệu Phú. Câu B là đáp án cuối cùng của bạn. Và đây là một đáp án B. Hoàn toàn đúng. Và tôi sẽ vui mừng gửi tặng bạn một tấm séc. Tấm séc của bạn. Cháu xin cảm ơn ạ. Xin mời câu hỏi số 13. Động đất được cho là nguyên nhân gây phá hủy kỳ quan thế giới cổ đại nào sau đây? Tượng thần Zeus ở Olympia, tượng thần mặt trời ở Rhodes, đại kim tự tháp Giza, hay là đền thờ Artemis ở Ephesus? Động đất được cho là nguyên nhân gây phá hủy kỳ quan thế giới cổ đại nào sau đây ạ? Bây giờ có hai giải pháp. Một, dùng nốt quyền trợ giúp còn lại. Hai, là liều. Chọn một trong hai cái này. Câu này có vẻ hơi khó đối với cháu. Câu này thì cháu không có dữ liệu mà cháu xin sử dụng quyền trợ giúp là 50-50 ạ. 50-50. Chúng tôi xin nhờ máy tính bỏ giúp đi hai phương án không chính xác ạ. Cháu sẽ lựa chọn theo sự may mắn của cháu thì cháu xin chọn đáp án A đi. Phương án A. Riêng với câu này thì câu trả lời đó là phương án B. Tượng thần mặt trời ở Rhodes, bức tượng cao 32m phỏng theo thần mặt trời Helios, chỉ tồn tại 6 thập kỷ trước khi bị đổ bởi một trận động đất mạnh. Nhưng không sao, thực ra đôi khi chúng ta cứ bị nhầm giữa việc là đến đây là được tiền hay mất tiền. Thực ra về được bao nhiêu, lúc nào cầm được tiền bao nhiêu là đều là được cả. Vâng, nên bạn có thể yên tâm việc đấy. Và xin thay mặt chương trình tôi sẽ gửi tặng bạn tấm séc của bạn. Cháu xin cảm ơn ạ. Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, bình an và gặp thật nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại.